quý vị và các bạn, hòa cùng niềm vui của người hâm mộ cả nước, nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày hôm qua cũng đã có một đêm không ngủ khi mà xứ Thanh đã đóng góp cho đội tuyển những thành viên xuất sắc. Thôn Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, quê nhà của hai tuyển thủ U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng, bao trùm bầu không khí ăn mừng chiến thắng của gia đình và người dân địa phương. Đông đảo người dân và chính quyền địa phương đã đến nhà anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng để chúc mừng. Ngày hôm qua, cầu thủ này đã có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc cho U23 Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã quyết định tặng giấy khen và thưởng đột xuất cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Niềm vui chung của cả nước về cái thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam trong cái giải đấu lần này thì huyện Ngọc Lặc rất vui mừng phấn khởi, có một người con ưu tú của huyện là thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tham gia vào đội tuyển, đã cùng với đội tuyển lập cái thành tích xuất sắc. Phản xạ nhanh nhẹn, chọn vị trí tốt, xử lý bóng bổng rất bình tĩnh và chỉ huy hàng thủ một cách hiệu quả. Sự xuất sắc của thủ thành Tiến Dũng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar 4-3 để tiến vào chung kết U23 châu Á 2018. Chỉ có muốn khóc thôi, cô chẳng biết nói gì hơn cả. Người ta nhìn lên truyền hình, người ta hô thì cô lúc đó là cô chỉ có chảy nước mắt thông tông. Rất trẻ và rất khỏe, mạnh, giỏi. Vào được cái vòng này thì nói chung là cũng vui. Trận hôm qua là đã quá vui, mà quá đẹp mắt. Là kể cả nói đúng là anh em con cháu họ hàng. Nói chung xung quanh khu vực của cái huyện này, đừng nói cái làng nữa, là về đây tham gia đây vui lắm. Trận chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ thứ Bảy ngày 27 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Đối thủ của Việt Nam là Uzbekistan. Gia đình, người thân và hơn 90 triệu con tim của người dân Việt Nam mong chờ, mong một chiến thắng tiếp theo của các tuyển thủ U23. Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U23 Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 1 tới đây. Và đây không phải là một đối thủ xa lạ với thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển U23 Việt Nam đang tập luyện như thế nào để có thể chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới? Ngay bây giờ thì anh Phạm Hoàng là cộng tác viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang có mặt tại Thường Châu, Trung Quốc sẽ cung cấp thêm những thông tin cho chúng ta về sự tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam. Vâng ạ, thưa anh Phạm Hoàng, trong trận bán kết với Qatar thì nhiệt độ ở Thường Châu chúng ta thấy là rất là lạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Vậy thì hiện nay thời tiết ở Thường Châu như thế nào và dự báo là nó sẽ còn tiếp tục lạnh đến ngày 27 tháng 1 tới đây không ạ? Là thời tiết ở Thường Châu hiện tại rất là lạnh, các bạn có thể thấy là trời bắt đầu mưa tuyết và tôi được thông báo là đến ngày diễn ra trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan thì có thể là tuyết sẽ rất là lớn. Phía sau tôi đây thì các bạn có thể thấy là đây là một phương tiện rất phổ biến ở Trung Quốc thời điểm hiện tại, những chiếc xe máy được trang bị rất kỹ để chống lạnh. Sau trận đấu ngày hôm qua thì huấn luyện viên Park Hang-seo hôm nay đã quyết định cho toàn đội U23 Việt Nam nghỉ trọn vẹn một ngày. Buổi chiều đội đi xông hơi hồi phục thể lực và đến tối thầy trò ông Park Hang-seo ra ngoài ăn tối. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tất cả các cầu thủ được cảm thấy thoải mái nhất để chuẩn bị cho trận chung kết với Uzbekistan. Vâng ạ, thưa anh Phạm Hoàng, vậy thì hiện nay thì các tuyển thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đang tập luyện như thế nào để chuẩn bị cho trận chung kết của U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan sắp tới ạ? Ông Park Hang-seo muốn tất cả các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất và không phải chịu áp lực lớn trước trận chung kết với U23 Uzbekistan. Ở trận đấu sắp tới với U23 Uzbekistan thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có sự hỗ trợ rất tích cực của một nhân vật đặc biệt, đấy là giám đốc kỹ thuật người Đức Jürgen Zede. Ông Zede đã có 2 năm làm trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ở đội tuyển Uzbekistan vào các năm 2003 và 2004. Sang năm 2005, ông Zede đã được chuyển làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia trước khi nghỉ vào năm 2006. Những kiến thức của ông Zede về bóng đá Uzbekistan chắc chắn sẽ rất bổ ích đối với lại đội tuyển U23 Việt Nam. Đối thủ này cũng không còn xa lạ đối với bóng đội tuyển U23 Việt Nam. Tại cúp giao hữu M150 tại Buriram, Thái Lan hồi tháng 12 năm 2017, chúng ta đã thua họ 1-2 ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, trận lượt về này hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn bởi vì là U23 Việt Nam trong hành trình vào chung kết đã chơi càng ngày càng tự tin, bản lĩnh.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ anh Phạm Hoàng, và chúng tôi sẽ hy vọng sẽ được cập nhật thêm nhiều thông tin từ anh trong các chương trình thời sự tiếp theo.